Chào anh em, và hôm nay mình xin giới thiệu anh đến anh em một dòng sản phẩm, đó là bộ phát wifi cao cấp của Huawei với mã số là Huawei B88. Đây là dòng wifi cao cấp nhất của Huawei về thế hệ 4G. Và hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm cũng như là bóc hộp bộ phát wifi này, xem bộ phát wifi này có những ưu và nhược điểm gì các bạn ha. Trên tay mình đây là bộ phát wifi Huawei B88 các bạn ha. Nhìn cái vết hộp bên ngoài của nó thì nó thiết kế cực kỳ sang trọng luôn các bạn. Toàn bộ là màu trắng ha, in hình này. Đây. 4G router, 3 prim LTE cat 9 up 1.6. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra ha. Đây là thiết bị bên trong. Đây là sản phẩm của chúng ta ha. Đây. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái rồi, tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Và một cái củ sạc. Và một cái dây cáp ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Đây, bộ phát Huawei. Cái phần này là cái phần vỏ nhựa ha. Vỏ nhựa của này thiết kế nó đẹp lắm các bạn. Nhìn nó sang trọng nè. Đó, toàn bộ này á, là giống như là nhám nè. Trắng nhám ha, trắng mờ á. Thì ở trên cái giao diện á, ở đây á, thì nó sẽ có này là sóng này. Đó, một vạch, hai vạch, ba vạch này, là full sóng này. Rồi cái này á là đèn power, đèn hiển thị thông tin, đèn LAN, đèn wifi, mod ha. Ở phía dưới sản phẩm á thì chúng ta sẽ thấy á, là cái mã số ha. Đây này. Model sản phẩm này, B88-263. Đây là cái tên wifi. Và cái dưới là mật khẩu wifi. Còn địa chỉ là địa chỉ IP để chúng ta đăng nhập vào. Còn cái này á, là cái QR code này. Chúng ta có thể truy cập bằng wifi thông qua cái này ha. Còn chỗ này là chỗ chúng ta lắp sim ha. Đây, sim chúng ta lắp ở đây. Sim thì chúng ta sử dụng sim micro. Và một cái chỗ nữa đó là nút reset đó các bạn ha. Còn cái viền của cái bộ phát wifi này á, thì nó làm toàn bộ tản nhiệt á, ở dưới đít này luôn ha. Ở dưới này đó, để nó che bớt những cái phần tản nhiệt. Đây. Thiết kế thì mình thấy con này thiết kế tương đương giống như những cái dòng của Huawei wifi trong nhà, giống như là những dòng 5G ha. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có được trang bị là hai cái anten TX9 ha. Đây, cái cổng TX9 này các bạn. Và một nút nguồn. Chúng ta được trang bị là hai cổng LAN trên WAN. Đây, cổng LAN trên WAN này, cổng LAN trên WAN này là cổng 1G luôn các bạn ạ. Và một đây cổng WAN này, hai cổng LAN này, ba cổng, và còn một cái cổng này là cổng nhỏ là cổng thoại ha. Rồi đây là cái nguồn này đó, chúng ta lắp nguồn ở đây. Thiết kế thì hình trụ cũng khá là đơn giản ha, chất liệu nhựa thì nó khá là xịn luôn các bạn. Đây là dòng wifi cao cấp 4G của Huawei. Và bây giờ mình cùng các bạn điểm qua về thông số kỹ thuật của bộ phát wifi này ha. Về thông số kỹ thuật của bộ phát wifi Huawei B88 thì chúng ta có cấu hình cực khủng luôn, đó là chip 2 silicon 3 long 765. Đây cũng là con chip thế hệ cao cấp nhất của Huawei về 4G. Chuẩn 4G của con này là chuẩn 4G LTE cat 19. Tốc độ download của nó là 1.6 gigabit trên giây và tốc độ upload là 150 megabit trên giây. Đây cũng là dòng wifi có hiệu suất 4G cao nhất hiện nay so với một số dòng của Huawei. Về băng tần phát sóng thì bộ phát wifi Huawei B88 được chia ra là hai băng tần. Tốc độ tối đa của băng tần chuẩn N là chúng ta được là 150 Mbps trên giây và tốc độ upload là 50 Mbps trên giây. Đối với băng tần chuẩn AC là băng tần 5.0 thì chúng ta được tốc độ upload là 150 Mbps và tốc độ download là 1.6 Gbps trên giây. Đây là những cái dòng wifi có thế hệ internet 4G mà hiệu suất cao nhất của Huawei tới thời điểm hiện tại về 4G nha các bạn. Bộ phát wifi này thì được trang bị một cái rất là khủng nữa, đó là anten. Công nghệ anten của con này là được trang bị là công nghệ anten MIMO 8x8 và chúng ta có thể tích hợp được hai cái khi lắp anten, đó là chuẩn TX9. Chúng ta có thể sử dụng những cái phụ kiện là anten rời, chúng ta có thể lắp ở những khu vực giống như là sóng kém, khu vực biển đảo, khu vực đồi núi và những nơi mà sóng có hiệu suất wifi cũng như là thu tín hiệu 4G kém thì chúng ta có thể sử dụng được anten ngoài rời. Điểm này là điểm nổi trội cho những anh em mà sử dụng ở khu vực sóng kém các bạn ha. Về số lượng kết nối của bộ phát wifi này thì chúng ta được kết nối là 64 user cùng một lúc. Đối với bộ phát wifi này thì chúng ta có thể chia ra được những cái cổng LAN
gồm có LAN trên WAN, chúng ta có thể cấu hình được đó là BPoE, có thể cấu hình là DHCP. Chúng ta có thể sử dụng đồng thời giữa cáp WAN và 4G cùng một lúc để chúng ta có thể backup dữ liệu khi chúng ta sử dụng cho văn phòng hoặc là chúng ta sử dụng cho một số khu vực mà sóng kém mà chúng ta cần đường truyền internet ổn định, thì chúng ta có thể kết hợp giữa hai cái bộ phát wifi với internet và 4G ha. Về phạm vi kết nối của bộ phát wifi này thì mình đã test đó, là bộ phát wifi này kết nối tầm khoảng là 15m, rất là ổn định luôn các bạn. Nó không có giống như những cái dòng wifi của những cái hãng khác. Khi chúng ta kết nối tầm khoảng 10 đến 15m á, thì hiệu suất wifi nó được giảm xuống. Còn đối với cái bộ phát wifi này á, thì chúng ta sẽ được đảm bảo được cái đường truyền internet luôn luôn ổn định ở cái phạm vi này. Và bây giờ mình cùng các bạn lắp sim và chúng ta bắt đầu trải nghiệm cái bộ phát wifi này, xem bộ phát wifi này có thực sự mạnh giống như là cái thông số kỹ thuật của nó hay không các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là lắp sim ha. Thì lắp sim thì chúng ta dỡ cái phần này lên ha. Đây, sim thì chúng ta sẽ mở ở đây ra. À, đây này, mở ra này. Lúc đây là lúc reset ha. Thì chúng ta, nếu mà trường hợp mà chúng ta quên mật khẩu thì chúng ta reset. Nhấn theo cái hình này ha. Đây. Nhấn vào. Rồi, nhấn như này là nó fit vào rồi ha. Mình đại lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Nguồn thì ở đây, ở bên hông này ha. Cắm nguồn. Khi các bạn cắm nguồn á thì cái bộ phát wifi này nó sẽ sáng những cái đèn lên này đó. Khi chúng ta đợi á là đèn sáng lên thì chúng ta sẽ kết nối. Tên wifi thì ở đây ha. Đây, tên wifi này, mật khẩu wifi này đó. Mình đợi thiết bị nó có hiển thị sóng á thì chúng ta sẽ kết nối ha. Khi thiết bị nó đã sáng tất cả các đèn á, thì bắt đầu mình cùng các bạn truy cập internet ha. Mật khẩu thì ở phía sau, hôm nãy mình lúc nãy mình có chỉ rồi đó. Bây giờ các bạn chỉ cần kết nối vào thôi. Rồi, khi mình đã kết nối với bộ phát á, thì bây giờ mình sẽ thử speed test ha. Speed test đây. Mình đang sử dụng là sim mobifone nha các bạn. Bây giờ mình sẽ speed test cái thiết bị này. Tốc độ 4G của bộ phát wifi này lên tầm khoảng bao nhiêu mê ha? Lần thứ nhất thì nó sẽ là 69.4 ha. Và upload cũng khá là cao luôn các bạn. Upload là tới 54.2 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đổi một cái server mới. Đây, bất kỳ đi. Rồi. Lần thứ hai thì mình sẽ test. sáu mươi sáu ha. Upload thì lần này là khá là cao các bạn, 57, 58 ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ tiếp test một lần nữa. Mình thử đổi sang một cái server của thằng nào ta, Viettel đi. Rồi. Khá là ổn định các bạn ha. Với 3 lần liên tiếp thì chúng ta sẽ có những cái tốc độ xem nhau thôi. Tầm 70 mấy thôi. 77.9. Upload thì 50 mấy luôn các bạn. Con này upload khá cao luôn các bạn ạ. Không hổ danh là những cái dòng wifi cao cấp của Huawei về 4G ha. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ vào cái clip 4K để mình test ha. Mình sẽ vào cái 4K. Mình sẽ chọn cái 4K nào mà tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó. Cái dài nhất ha. Rồi, cái này là cái 4K nè. 1 tiếng nè. Đợi qua quảng cáo thì mình sẽ chọn cái chất lượng là chất lượng cao nhất. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái chất lượng ha. Chất lượng là nâng cao và chất lượng cao nhất nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử kéo ha, mình kéo là 37. Ù, mạnh ghê các bạn. Kéo một cái nữa. Rồi, khá là mượt luôn ha. Bây giờ mình sẽ ngược lại luôn. Ù,
Con này độ trễ của nó quá tốt luôn các bạn, ít độ trễ ghê chưa, khá là mượt luôn, rồi khá là ổn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử vào Facebook mình lướt thử ha. Không có video nào chậm luôn các bạn, không có một cái không chậm luôn ha. Đó. Bây giờ nó mới lót lên nè, cũng khá là mượt luôn. Vừa rồi thì mình cũng đã lắp sim và trải nghiệm bộ phát wifi Huawei B88. Theo đánh giá của mình á, thì con này có trải nghiệm cực kỳ mượt luôn. Mình có speed test cũng như là mình thấy cái upload của nó khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng wifi khác luôn các bạn. Upload của nó lúc nào cũng trên 50 MB. Đây cũng là một trong những cái dòng wifi có thể hiện upload khá là tốt luôn các bạn. Và bộ phát wifi này á, thì nó rất là phù hợp cho những anh em sử dụng cho văn phòng, cũng như là chúng ta lắp đặt internet cho những cái khu vực mà không kéo được cáp quang, giống như là chúng ta có thể sử dụng cho bộ phát wifi này ở chung cư thì mình thấy hợp lý nhất. Tại vì ở chung cư á, những cái khu vực cái internet nó có giá cước cao, cũng như là wifi nó rất là cùi bắp, thì chúng ta có thể sử dụng cái này để thay thế hoàn toàn một internet. Với chi phí đầu tư và giá thành của con wifi này thì cũng khá là tương đối rẻ, chứ không hề mắc so với những cái dòng wifi mà cấu hình cao như thế này các bạn. Các bạn muốn xem chi tiết cái bộ phát wifi Huawei B88 thì các bạn có thể truy cập vào website của bên mình, đó là wifishop.com.vn và wifishop.vn. Bây giờ thì mình sẽ để cái link cái sản phẩm này ở phía bên dưới phần mô tả, các bạn có thể truy cập vào link để các bạn đặt hàng, cũng như là các bạn có thể tham khảo thông tin và thông số kỹ thuật của phát wifi này một cách chi tiết nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.